Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Công ty Âm thanh Ánh sáng Anh Huy. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Hôm nay chúng tôi tiếp tục lắp đặt cấu hình âm thanh trị giá 80 triệu cho khách hàng có địa chỉ tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Cấu hình loa chúng tôi sử dụng hai cặp phun đôi 4 cấp mẫu mới nhất Bateneo và chép 750 cho tiếng ca sáng và đi xa, kết hợp cùng một cặp xúc hầm đôi từ neo cho âm thanh cực kỳ uy lực. Về cấu hình dàn máy bao gồm một bàn mixer Soundcraft MXZ12, một bộ quản lý nguồn điện ATA8, một bộ micro ATA680F, một bộ xử lý kỹ thuật số 260. Cấu hình này chúng tôi thiết kế hai cục đẩy 4 kênh ATA1550 đánh cho hai cặp phun đôi 4 tấc, cục đẩy K62 đánh cho một cặp xúc hầm đôi 5 tấc. Ngoài ra còn có một tủ âm thanh 16U, toàn bộ hệ thống dây giáp kết nối và dây loa 4 ruột cao cấp chúng tôi hỗ trợ giao hàng và lắp đặt tận nhà cho khách hàng tại Tiền Giang. Đặc biệt công ty chúng tôi có hỗ trợ trả góp tất cả các sản phẩm âm thanh. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0799020899 để được tư vấn. Xin cảm ơn. Giờ đã hết.